Chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá. Ngày hôm nay của các bạn có gì thú vị không nè? Và các bạn có lưu giữ khoảnh khắc đẹp nào ở trong máy ảnh của mình không? Comment ngay cho mọi người cùng được biết với nha. Các bạn thân mến, trên thế giới có 7 tỷ người của chúng ta thì mỗi giờ trôi qua lại có đến hàng triệu những khoảnh khắc kỳ lạ, hài hước hay là những pha cực kỳ khó đỡ đã xảy ra. Mà chắc chắn là sau khi xem xong các bạn sẽ phải thốt lên là trời ơi ảo vãi. Rất may các bạn ơi, nhờ có camera, có smartphone mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng lại được những giây phút đặc biệt như thế này đấy. Tiếp tục hành trình khám phá những khoảnh khắc phi thường và kỳ lạ nhé. Ngày hôm nay mời các bạn theo dõi những đoạn video thú vị ngay sau đây để tìm hiểu xem có gì đặc biệt nha. Let's go. Thứ nhất, ném bóng lệch hướng. Chúng ta thường hay nghĩ rằng mấy anh cameraman luôn bất tử các bạn ha. Ấy thế mà trong một số trường hợp cũng không có đúng lắm đâu nha. Và đây, trong một trận ném bóng chày, mỹ nữ xinh đẹp này may mắn được chọn làm người mở màn. Nhưng mà xui xẻo thế nào không biết, quả bóng lại bay chệch hướng các bạn ơi, phi thẳng vào anh cameraman luôn. Ta nói pha ném bóng của mỹ nữ đúng là đi vào lòng đất luôn các bạn ha. Thứ hai, sức mạnh của con người. Các bạn sẽ không bao giờ tin vào sức mạnh tiềm tàng của con người nếu như không xem video này nè. Với khả năng đỉnh cao đã được rèn luyện nhiều năm, người đàn ông đến từ Trung Quốc đã công phá những hòn đá, đập nát chúng chỉ bằng tay không mà thôi. Không chỉ tảng đá mà ngay cả quả sầu riêng hay là khúc xương lợn cũng đã được đông lạnh đều bị anh phá nát hết. Thật sự quá lợi hại các bạn ha. Thứ ba, nhào lộn trên núi. Vâng, danh hiệu người dũng cảm của năm phải thuộc về anh chàng này nhá. Anh ta đang thực hiện một màn trình diễn đầy nguy hiểm luôn. Cảnh báo không dành cho người yếu tim xem nha. Chàng trai can đảm đang cố gắng trèo lên sườn núi dựng đứng như thế này, gồ ghề như thế này. Sau đó anh ta còn lộn ngược cả đầu xuống để mà trải nghiệm cảm giác mạnh thực sự. Mặc dù có dây bảo hộ nhưng mà cũng hết sức nguy hiểm đúng không? Nhìn mà muốn tiền đình chóng mặt thay cho anh ta luôn á các bạn ơi. Thứ tư, người nhện. Không còn là ở trong phim ảnh nữa rồi, người nhện đã bước ra ngoài đời thực rồi đây các bạn ạ. Anh chàng Jyoti Rai, 22 tuổi đến từ miền Nam Ấn Độ, đã chứng minh mình là một người nhện cừ khôi bằng cách là leo thoăn thoắt lên các bề mặt dốc đứng mà không cần đeo thiết bị an toàn gì hết mới ghê nha. Vâng, là một thợ xây dựng, Rice đã khám phá ra khả năng leo trèo kỳ diệu của mình khi mà leo lên dàn giáo bằng tre. Anh có thể leo lên độ cao lên đến tận 90m. Rice còn tiết lộ là anh học leo trèo bằng cách bắt chước với loài khỉ á. Thực sự một chàng trai quá là tài năng đúng không nè. Thứ năm, cô gái táo bạo. Đôi khi các bạn, những cơn gió lại lớn lại khiến cho các cô gái mặc váy rơi vào tình trạng hớ hên, dở khóc dở cười ha. Và trong đoạn video này là một cô nàng xinh đẹp đang đi xe đạp tận hưởng khí trời. Và bất ngờ thì một cơn gió vô duyên từ đâu đến thổi bay váy của cô nàng đi luôn. Quá hoảng loạn các bạn ơi, và xấu hổ nữa. Để cô nàng đã nhặt ngay chiếc váy lên và trả thù anh chàng đang quay video bằng một cái ngón tay thối. Các cơn gió và người quay đều vô duyên hết sức hà các bạn ha. Thứ 6, treo trên không trung. Cảnh báo nha, video này không dành cho các bạn nào yếu tim giống như tôi. Bạn đã bao giờ thử treo mình lên giữa không trung như thế này bao giờ chưa? Đây thực sự là một cách tốt nhất để thổi bay mọi thứ buồn phiền trong đầu của các bạn đó. Vì sợ té ngửa rồi ha, còn tâm trí đâu mà suy nghĩ mấy thứ buồn phiền gì nữa đúng không? Nhưng mà đối với các bạn yêu thích mạo hiểm thì điều này lại mang đến cảm giác thực sự là you must. Thứ 7, những ngọn nến băng. Thực sự là thiên nhiên quả không bao giờ làm chúng ta thất vọng với sự kỳ diệu của 102 của chúng đúng không? Khác với những tảng băng đóng thành cục mà chúng ta thường thấy, tảng băng này lại được tạo thành từ những viên thổi nhỏ, hình trụ tỏa ra như là những ngọn nến luôn. Ôi, nhìn quá vi diệu đúng không? Thứ 8, hải cẩu nhảy múa. Đừng có bao giờ nhìn vẻ ngoài béo ú ngờ nghệch của lũ hải cẩu mà cho rằng tụi nó ngốc nghếch nha mọi người. Thực ra chúng thông minh lắm đó nha. Video này sẽ minh chứng cho các bạn thấy tài năng đáng kinh ngạc của loài hải cẩu nè. Không những thông minh mà chúng còn có cả tài lẻ là nhảy múa, thực hiện những động tác vũ điệu điêu luyện giống hệt Michael Jackson luôn đó chứ. Thứ 9, đá cầu. Kỷ lục tân cầu của các bạn là bao nhiêu quả nè? Tôi chắc là được 2 quả chứ nhiều đúng không? Chắc chắn bộ môn đá cầu đã quá quen thuộc với tất cả chúng ta từ hồi nhỏ. Nhưng mà liệu rằng các bạn đã đạt đến cảnh giới level max như hai anh chàng này chưa ta? Đứng ở khoảng cách xa tít mù tấp như thế này nhưng mà hai vận động viên vẫn có thể đá cầu qua lại một cách dễ dàng. Trời ơi, hao tu! Thứ 10, chú chó đảm đang.
Từ khi nhận được tình yêu thương, chăm sóc và chiều chuộng của con người nha, ta nói loài chó đang ngày càng trở nên phá hoại, ăn hại. Nhưng mà chó thì cũng có cho dis, cho đát chứ đúng không? Như em chó này chẳng hạn nè, trời ơi, chăm chỉ thế này cơ mà, vừa giúp hả chủ đeo giỏ hàng, lại còn đi bằng hai chân nữa chứ. Gì mà đáng yêu dữ vậy, xứng đáng là chó nhà người ta, à, không bao giờ làm tôi thất vọng hết. 11. Công việc chăm cá sấu. Chăm sóc cá sấu kể ra cũng nhàn các bạn ha, nghe đâu sương sương mỗi tháng được 100 củ nha. Không biết có đúng không, nhưng mà cho tiền tôi cũng không dám làm đâu. Vậy thì nhìn lại hai anh chàng can đảm này nha các bạn ơi, chúng ta sẽ có suy nghĩ khác. Trời ơi, một bầy cá sấu tụi nó hàng chục con vây xung quanh chân luôn, ao ác lũ lượt nhảy xuống hồ nước để được hai người chăm sóc này cho ăn. Một cảnh tượng đến thực sự rùng mình, nổi cả da gà gai ốc luôn nè. Nếu phải đứng cùng cá sấu chắc là nhiều người phải rung lẩy bẩy cho mà xem các bạn ha. 12. Cô nàng kỳ lạ. Trên một đường ray tàu điện, hai cô nàng xinh đẹp này có vẻ như đang có ý định trêu chọc người tài xế hàng sau nè. Cô gái áo đỏ không ngại mà tóc váy khoe trọn vòng ba trước bác tài và các vị khách trong tàu. Ơi là trời, hành động kỳ quặc này đã bị camera ghi lại hết trơn hết trọi rồi ngang nàng ơi. Nếu các cô mà xem lại video chắc có nước đội quần độn thổ luôn. Vừa đã cái nư tao lắm nha. 13. Rái cá skincare. Việc đầu tiên các bạn làm vào một buổi sáng khi tỉnh dậy và mở mắt là gì nè? Chắc chắn là đánh răng, rửa mặt rồi đúng không? Ai chả vậy? Vâng, những chú rái cá cũng như thế nha. Hãy nhìn cách mà chú ta rửa mặt đi kìa các bạn ơi. Ơi trời ơi, nói thật chứ nó còn kỳ cọ kỹ hơn cả tôi nữa nha trời. Quy trình chăm sóc skincare buổi sáng của rái cá đáng yêu thật sự ha. 14. Vệt sáng lạ trên bầu trời Quảng Ngãi. Những hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ đối với tất cả chúng ta. Mới đây thôi nè, vào ngày 1 tháng 10 vừa qua thôi, trên bầu trời của tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện một vệt sáng rất lạ lùng luôn các bạn. Nó có màu đỏ rực, hình dáng gần giống như là ngôi sao băng nhưng mà không có chuyển động nha. Đây là một hiện tượng rất hiếm gặp và là lần đầu tiên người dân nhìn thấy trong đời luôn. Nhiều người cho rằng rất có thể đây là tín hiệu của một cơn bão lớn. Nhưng mà cho đến nay, Đài khí tượng Thủy văn vẫn chưa thể kết luận được đây là hiện tượng gì cả, nhưng chắc chắn đó chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên mà thôi. 15. Tinh tinh bê tha. Các bạn đã bao giờ trông thấy động vật là hút thuốc, ta nói phì phèo nhả khói như con người chứ các bạn? Vâng, đây nè, đây đích thị là một con tinh tinh bê tha đam mê thuốc lá nhất luôn. Cách nó cầm nha, nó hút thuốc nha, trông phê pha y như con người. Thực sự không thể nào tin được luôn. 16. Chú chó tài năng. Những chú chó cũng sở hữu cho mình một vài khả năng khiến cho con người kinh ngạc thực sự đúng không? Như chú chó lớn trong đoạn video này chẳng hạn nè các bạn ơi, nó tỏ ra vô cùng phấn khích khi được chạy trên vòng tròn. Đáng nói là chúng ta chạy cả chục vòng liên tiếp mà chẳng hề thấy chóng mặt gì luôn. Còn người xem như tôi thì hoa hết cả mắt luôn. Phải rất là khó khăn chủ nhân mới lôi được chú chó nghịch ngợm này ra ngoài và trở về nhà. 17. Chiếc gậy thần kỳ. Và đây, một anh chàng sau khi thực hiện một cú đánh bóng chạy thành công thì có vẻ như là quá phấn khích và vui sướng. Anh đã quăng chiếc gậy ra phía sau mà không biết một điều thần kỳ đã xảy ra. Và chuyện thần kỳ đó chính là chiếc gậy thẳng đứng thăng bằng luôn so với mặt đất. Đến anh chàng khi quay lại còn phải há hốc mồm ngỡ ngàng vì khả năng thần thánh của mình nữa là... Các bạn thân mến, thật may là chúng ta có camera để mà ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt như thế này đúng không? Nếu như các bạn khán giả có tình cờ quay lại được những giây phút khó tin hay là kỳ lạ trong cuộc sống thì hãy nhớ chia sẻ cho Nghiện Khám Phá tôi được biết với nha. Tiếp theo sau đây, cùng đến với chuyên mục Khán giả hỏi admin trả lời. Cùng đọc lại những comment hay nhất trong đoạn video trước. Bỏng mắt với 10 giáo viên siêu mẫu khiến học sinh mê mẩn không bao giờ trốn tiếc ngang. Bạn Vĩ Tô comment, hay thật đấy, giọng của anh hay hơn các YouTube khác luôn. Một sự chênh lệch rất là lớn, mong được lên TV. Trời ơi, nghe bạn nói mà vui quá trời luôn, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Rồi, mình lên TV luôn bạn ngang. Thứ hai là bạn Trần Quang bình luận dày, hít cô giáo dễ thương quá, muốn đi học là không biết có cho không, thích là nhất thôi bạn ơi. Bạn thứ ba là bạn Khôi Duy chia sẻ dày, khi em mới xem em đã thấy giọng anh hay rồi, cho em lên TV. Ok em luôn Duy ngang, cảm ơn em rất là nhiều. Và cảm ơn các bạn đã cùng để lại comment cho video của tụi mình ngang. Đến đây thì video ngày hôm nay của Nghiện Khám Phá tạm dừng. Các bạn thấy khoảnh khắc nào được camera ghi lại là thú vị nhất và hay nhất với các bạn nè, comment cho Nghiện Khám Phá tôi được biết nha. Đừng quên like, share, subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và những điều thú vị nhất. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Nghiện Khám Phá của tụi tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video thú vị tiếp theo.